Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Chào mừng quý vị đến với chuỗi đầu tư giá trị từ A đến Z tại AZFIN Việt Nam. Ở trong chuỗi này thì AZFIN Việt Nam cung cấp đến quý vị các cái nội dung kiến thức, các cái sự thật ở trên thị trường chứng khoán dựa trên góc nhìn của một nhà đầu tư giá trị. Và trong phần 25 này thì AZFIN Việt Nam chia sẻ đến quý vị VA cổ phiếu trả cổ tức tốt nhất thị trường chứng khoán giai đoạn hiện nay. Nâng tầm kiến thức và chiến lược đầu tư của bạn với những bài phân tích, ứng dụng kiến thức chuyên sâu trong đầu tư khi trở thành hội viên đầu tư giá trị vàng cùng AZFIN Việt Nam. Thì trước khi vào nội dung chính thì chúng tôi cũng cần phải bộc bạch chia sẻ với quý vị như này. Đầu tiên là chúng tôi có cầm cổ phiếu VA, thậm chí cầm cũng khá khá. Thứ hai, đó là các nhà đầu tư tại AZFIN Việt Nam cũng đã mua vào cổ phiếu VA này. Thì do đó, chúng tôi muốn nêu lên ở đây để quý vị biết và đánh giá. Từ đó có những cái quyết định là phụ thuộc hoàn toàn vào quý vị. Chứ tránh cái câu chuyện ở đây rằng là nhiều người cũng đưa ra rằng ông này ông mua vào rồi, ông ấy đưa ra ở đây để đẩy giá cổ phiếu lên. Thì cái câu chuyện này có thể rất là đúng với các cái trường hợp người ta đầu cơ. Nhưng đối với chúng tôi là những nhà đầu tư giá trị, chúng tôi đầu tư thường rất lâu dài. Và đạt mục tiêu thì chúng tôi mới ra, mới bán. Chứ cũng không hẳn là vì nêu lên một cái click để cho nó tăng giá được đâu đó 1, 2, 3, 4, 5, 6%. Rồi sau đó bán đổ ra vào đầu các nhà đầu tư. Thì chúng tôi không làm được chuyện đó. Thì việc chúng tôi nói ở đây, thì quý vị nhà đầu tư nào theo dõi AZFIN Việt Nam hay là khoảng độ hơn 500 các nhà đầu tư tham gia cái chương trình báo cáo chiến lược tại AZFIN Việt Nam, cũng như khoảng độ gần 10.000 các nhà đầu tư tham gia tích sản cổ phiếu tại cái cộng đồng tích sản cổ phiếu đầu tư giá trị của AZFIN Việt Nam cũng đều nắm được những cái thông tin như thế này. Nó cũng rất là công khai, minh bạch và rõ ràng. Và các cái quyết định của quý vị nhà đầu tư ấy thì phụ thuộc hoàn toàn vào cái kết quả vân vân các thứ là quý vị chịu trách nhiệm. Đấy thì tôi xin chia sẻ như vậy để chúng ta cùng hiểu rõ nhau. Cùng hiểu rõ nhau thì từ đó chúng ta mới có những cái góc nhìn, những cái đánh giá một cách phù hợp. Và vì sao hôm nay AZFIN lại đưa ra cái định giá cái cổ phiếu này, trong khi cũng khá lâu rồi AZFIN chưa public cái định giá cổ phiếu này. Thì thưa với quý vị nhà đầu tư, cái giai đoạn cuối năm 2022 đến tầm khoảng độ tháng 3, tháng 4 năm 2023, chúng tôi chia sẻ rất nhiều các cái nội dung định giá. Bởi vì hồi đó, các cái cổ phiếu thực sự nó là những cái cơ hội 10-10. Rủi ro thì thấp, mà cơ hội tăng giá thì cao. Bởi vậy, cho nên chúng tôi đưa ra những cái nội dung, ví dụ như top 5 cổ phiếu PE dưới 4. Thì đến nay trung bình cũng đều tăng khoảng độ hơn 100%, 150%. Hay là top 5 cổ phiếu chứng khoán PP dưới 1 thì tăng trung bình khoảng 200%. Hay là top 5 cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp thì cũng rất mạnh. Hay là top 5 cổ phiếu ngân hàng đáng đầu tư. Rồi là chúng tôi cũng chia sẻ những cái cơ hội đầu tư riêng lẻ, ví dụ như VF, ví dụ như là IDC, vân vân. Đó, và sau đó thì về cơ bản là ở những cái giai đoạn thị trường nó cũng gọi là có những cái sự trở lại, tăng trở lại, tuy rằng là tăng trở lại chưa phải là quá mạnh, nhưng mà cái cơ hội nó cũng giảm dần đi và cái rủi ro nó cũng nhỉnh hơn. Bởi vậy cho nên AZFIN rất ít ra các cái clip định giá. Ngoài ra thì chúng tôi cũng gọi là bảo vệ quyền lợi của các cái nhà đầu tư tham gia vào series đầu tư giá trị vàng, thì do đó cũng ít public hơn. Tuy nhiên thì hôm nay thì do cũng rất nhiều các anh chị em yêu cầu về cái việc định giá VA, bởi vì các nhà đầu tư giá trị ấy cũng có một cái trường phái là rất quan tâm đến cái việc nắm giữ lâu dài, hưởng cổ tức và mang lại một cái kết quả bền vững. Chính vì thế cho nên AZFIN Việt Nam mới chia sẻ đến quý vị về cái định giá cổ phiếu này. Thì về Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam, viết tắt là VEAM, thì đây là một cái
có thể nói là một cái tập đoàn hoặc một holding cũng được đó, hoặc là một tổng công ty cũng được, thì nó sở hữu rất nhiều các cái đơn vị thành viên. Đầu tiên là về các cái nhãn hiệu nó sở hữu, gồm một là VA, VEAM mô tô, rồi VEAM Foundry hay là Nghệ An Brand, chi nhánh Nghệ An, là chi nhánh Hồ Chí Minh. Rồi có các cái công ty trách nhiệm hữu hạn thuộc, đó là SVA AM, rồi là DISOCO, rồi Tamac, rồi công ty Trần Hưng Đạo. Rồi họ có cả viện nghiên cứu. Rồi tiếp theo là có họ có 12, sở hữu 12 cái công ty cổ phần. Đó, thì quý vị có thể nhìn thấy ở đây. Rồi là họ tham gia vào 5 cái liên doanh, 30% của Honda Việt Nam và 25% của Ford. Bên cạnh đó, đó là các cái liên doanh Mekong, rồi VA Korea. Thì đó chính là những cái gọi là kết cấu tạo nên VAM. Thì cái điều đáng chú nhất, chú ý nhất đó chính là việc sở hữu các công ty liên doanh. Và đây cũng chính là nồi cơm chính mang lại tới hơn 90% kết quả kinh doanh cho cái tổng công ty này. Thậm chí có những giai đoạn mang lại đến hơn 100% kết quả kinh doanh cho VEA. Thì ở đây chính là cái sơ đồ sở hữu cổ phần tại các công ty liên doanh. Nhiều nhà đầu tư thắc mắc hỏi tại sao VEA lại giỏi như thế, lại có thể sở hữu cổ phần lớn tại các đối tác như vậy. Thì trước đây khi mà một doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam hay là vào Trung Quốc hay vào một số nước thì thường họ phải liên doanh với một đối tác trong nước thì từ đó mới được phép hoạt động. Và ở nhiều trường hợp liên quan thì VA đã được nhà nước giao cho việc sở hữu cổ phần này, và chủ yếu việc sở hữu cổ phần này đến từ cái việc Việt Nam gọi là tham gia, ví dụ 3% Honda đó là cung cấp quỹ đất này, cung cấp một số các cái mà Việt Nam sẵn có khác để từ đó có được cổ phần trong liên doanh này. Đó thì đây là cái điểm rất đáng chú ý. Và việc phân tích VA thì chủ yếu là phân tích liên quan đến ba cái công ty này là chính. Tiếp theo thì VA tổng công ty máy động lực Việt Nam và nông nghiệp Việt Nam thì hiện nay các cái thông số như thế nào? Thì thứ nhất là giá biến động 52 tuần là 31.500 đồng đến 39.500 đồng. Số lượng cổ phiếu lưu hành là 1 tỷ 328 triệu 800 ngàn cổ phiếu. Giá trị thị trường hiện nay là 38.400 đồng trên một cổ phiếu, giá tham chiếu ngày 21 tháng 5 năm 2024. Vốn hóa thị trường là 51.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu 2023 thì chính xác hơn là 27.200 tỷ đồng. EPS năm 2024 là 4.800 đồng. PE năm 2024 bằng 7.1 7.1 và 7.7.3 đấy, và PB bằng 1.9 lần. Cổ tức bằng tiền năm 2024 dự kiến là khoảng hơn 5.000 đồng. Thì với khoảng độ hơn 6.760 tỷ thì trừ đi phúc lợi khen thưởng đâu đó khoảng độ 560 tỷ chẳng hạn thì còn hơn 6.700 tỷ, chia cho số lượng cổ phiếu là 1 tỷ 328 triệu 800 nghìn cổ phiếu thì tương đương với cổ tức khoảng hơn 5.000 đồng. Đó thì đấy là cái mức cổ tức của cái cổ phiếu này, của công ty này. Tiếp theo đánh giá về cái chất lượng tài sản và nguồn vốn của VA thì AZFIN đánh giá là xuất sắc. Thứ nhất là cái chỉ số tài sản rất an toàn với cái khoản tiền tương đương tiền đầu tư tài chính ngắn hạn thì nó chiếm khoảng độ hơn một nửa cái tài sản, lên đến khoảng độ 15.000 tỷ, 15.000 tỷ, 15 thậm chí 16.000 tỷ anh chị nhá. Thì các khoản phải thu thì cũng không quá lớn, hàng tồn kho thì cũng không nhiều, và tài sản cố định thì cũng không phải quá nhiều. Đúng không? Rồi tiếp theo là về cái nguồn vốn thì là cực kỳ an toàn. Ở đây vốn chủ sở hữu chiếm tới hơn 90% cái nguồn vốn của cái công ty này của anh chị ạ. Còn các cái vốn khác không có đáng kể. Nó phải nói là nguồn vốn và chất lượng tài sản là xuất sắc. Tiếp theo về cái kết quả kinh doanh thì nó đi ngang, nó chín muồi. Về doanh thu thì nó giảm 3% trên năm. Về doanh thu thì chúng tôi không quan trọng lắm, bởi vì cái doanh thu của VA này là đến từ các cái hoạt định, hoạt động mà công ty này trực tiếp sở hữu, các công ty con hoặc là tự nó kinh doanh, thì mảng đó về cơ bản là đủ chi tiêu là tốt rồi,
Và tốt nhất với chúng tôi đó là VA thì cũng không nên mở rộng, mà hãy thôi cứ tập trung thế thôi, cơ cấu những cái hoạt động kinh doanh làm sao không lỗ là được, là tốt lắm rồi đó. Bởi vì còn về cái doanh thu của Honda, Toyota và Ford ấy, thì do là công ty liên doanh sở hữu dưới 5%, cho nên là VA không ghi nhận vào kết quả kinh doanh. Và cái hoạt động kinh doanh chính, cốt lõi của VA lại chính là sở hữu bài công ty liên doanh kia. Còn về cái tăng trưởng lợi nhuận sau thuế thì đâu đó ở đây, nếu mà chúng ta nhìn là ấy, cái phiên tính theo từng năm thì đó là âm 0,2% trên năm, nhưng thực tế thì nó cũng không hẳn là như vậy, tùy từng góc nhìn thôi. Nếu như 2015 lợi nhuận thì dưới 5.000 tỷ, chỉ được khoảng độ 4.700 tỷ thôi. Thì đến năm 2023 tuy có suy giảm do kết quả nền kinh tế vô cùng khó khăn, nhưng vẫn đạt được khoảng độ đâu đó khoảng độ 6.000 tỷ, quanh 6.000 tỷ. Còn cái lợi nhuận kỷ lục là vào năm 2022 là đạt hơn 7.000 tỷ. Và về cơ bản trong tương lai thì Zephin vẫn đánh giá cái kết quả kinh doanh ở đây, lợi nhuận sau thuế sẽ vẫn có một cái sự tăng trưởng nhẹ trong tương lai, đâu đó khoảng 2% trên năm. Và về cơ bản thì Zephin xếp vào VA là một cái công ty chín muồi. Tiếp theo về cái hiệu quả kinh doanh của VA là tương đối cao, với cái biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận ròng là cao. Thực ra cái biên lợi nhuận gộp thì không quan trọng lắm, do cái mảng kinh doanh trực tiếp kinh doanh của VA nó không đóng góp gì đáng kể cả, mà biên lợi nhuận ròng mới là cái vấn đề gọi là tương đối là tốt. Ở đây nó rất là cao, cao chủ yếu là đến từ việc ghi nhận lợi nhuận đến từ công ty liên doanh. Còn ROE và ROA của công ty này như vậy cũng là top cao đầu hàng đầu thị trường, với đâu đó trung bình khoảng độ 24-25%, tức là cao gấp khoảng 5 lần so với lãi gửi ngân hàng. Thì đây có thể nói là một mức sinh lời cao, rất cao trên thị trường chứng khoán cũng như ở Việt Nam. Tiếp theo về cái tỷ suất cổ tức của VA, đây là cái điểm đáng chú ý và nổi bật nhất của công ty này khi mà xem xét đến việc đầu tư vào cổ phiếu này. Thì đây là về so với thị giá thì nó là cao bậc nhất ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì với cái tỷ suất cổ tức lên đến khoảng độ 13% trên giá thì được đánh giá rất cao. Và bên tay phía tay phải tôi đây, quý vị có thể nhìn thấy đó là tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền từ 2018-19 đến 2023 là rất cao, phải nói là rất cao. Và cổ tức năm 2024 như ở quyết định ở bên tay trái đây, đây chính là tài liệu họp đại hội cổ đông. Về cơ bản thì gần như sẽ chắc chắn đến 99,9, thậm chí 100% để cái việc đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua. Đấy, 99,9%. Đó thì chúng ta có thể thấy rằng cái tỷ lệ chi trả cổ tức của họ là 100% cái lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ, thuộc công ty mẹ thì đúng hơn. Và sau khi trừ đi phúc lợi khen thưởng thì cái phúc lợi khen thưởng của VA đâu đó nó khoảng độ 450 tỷ. Thì năm 2022 là 5.624 tỷ. Thì trừ đi 450 tỷ thì họ chia 100% đi, thì chia 100% cái lượng tiền này thì nó được 4.200 đồng cái cổ tức mà chúng ta vừa nhận vào khoảng tháng 12 năm 2023. Thì cho năm 2024 với cái lợi nhuận sau thuế ở công ty mẹ là 6.761 tỷ, thì trừ đi phúc lợi khen thưởng giả định là khoảng 60 tỷ thì sẽ còn khoảng 6.700 tỷ. Thì chúng ta chia cho 1.320.800.000 cổ phiếu gì đó, thì đâu đó cổ tức năm 2024 này chia ra thì nó khoảng độ hơn 5.000 đồng một chút, hơn 5.000 đồng một chút. Và cho năm 2025 thì Zephin cũng dự báo cái mức cổ tức nó khoảng 4.500 đồng. Thì như vậy là so với giá khoảng 38.400 đồng, như vậy tỷ suất cổ tức của chúng ta nó cũng lên đến hơn 10, khoảng độ quanh 13%, là một cái mức rất cao trong cái bối cảnh lãi suất ở Việt Nam chỉ khoảng độ 5% tiền gửi ở ngân hàng mà thôi, nó đã cao gấp khoảng độ 2,6 lần rồi. Mà trong khi đây là một cái doanh nghiệp có cái kết quả kinh doanh bền vững, và như chúng tôi đã nói là chúng tôi đánh giá không cao, thậm chí rất thấp các cái hoạt động kinh doanh VA trực tiếp sự làm. Nhưng chúng tôi đánh giá cái cao ở đây đó chính là cái nguồn mang lại lợi nhuận chính ba công ty liên doanh, đó là Toyota, Honda và Ford. Và rõ ràng đây là ba công ty ô tô hàng đầu thế giới,
Theo bảng xếp hạng mới nhất năm 2023 thì Toyota là công ty ô tô số 1 thế giới về thị phần. Ở Việt Nam thì cũng số 1, số 2 thị phần. Rồi tiếp theo Honda là công ty số 3 thế giới, số 3 thế giới. Ford là công ty số 5 hay số 6 thế giới về ô tô. Thì tương tự ở Việt Nam nó cũng có những cái vị thế rất lớn của các cái doanh nghiệp này. Xe máy thì Honda Việt Nam chiếm tới hơn 80%. Ô tô thì Honda Việt Nam cũng nằm trong top 5. Top 5. Còn Toyota là top 1, top 2. Ford thì đâu đó cũng nằm trong top 4, top 5, top 6 gì đấy liên quan đến ô tô và có các cái sản phẩm rất nổi tiếng, rất nổi tiếng. Và cái hoạt động kinh doanh của các cái doanh nghiệp đó thì họ rất bền vững, và cái nợ vay của các cái doanh nghiệp liên doanh gần như là không có. Họ hoạt động bền vững, thương hiệu mạnh, và thương hiệu nó là thương hiệu toàn cầu chứ không phải là thương hiệu ở Việt Nam. Bởi vậy cho nên là trong một cái góc nhìn nào đó thì AZFIN thậm chí đánh giá cái sự bền vững của cái liên doanh này nó còn cao hơn so với Vinamilk cơ, cao hơn Vinamilk. Nhưng mà quay lại đối chiếu, tuy so sánh là khập khiễng mà đối chiếu một chút vui, đó là Vinamilk giá quanh khoảng 70, cổ tức 3.500, đúng không? VA giá khoảng 38, bằng hơn một nửa một tí, nhưng cổ tức lại cao hơn, đạt 4.500 đến 5.000 đồng, và thậm chí vẫn có thể tăng nhẹ trong tương lai, thì cho thấy là một cái sự hấp dẫn trong cái việc đầu tư cổ tức của VA là cao đến như thế nào. Hay là nhiều anh chị có so sánh cổ tức với một cái cổ phiếu nhiệt điện là QTP, thì xin trao đổi với anh chị, QTP cũng rất tốt, mang lại cổ tức cao, nhưng mà EPS của nó khoảng độ 1.500 đến 2.000 đồng thôi, giá khoảng 16-17 rồi, thì cổ tức trên giá thì khoảng 10%, tức là thấp hơn. Rồi tiếp theo là cái tính bền vững của hoạt động nhiệt điện, tất nhiên là không thể so sánh với Toyota, Honda hay là Ford được rồi. Và tuy nói là vậy thì mỗi cái doanh nghiệp cũng có những cái điểm mạnh, điểm yếu riêng. Đó là chia sẻ thêm với quý vị về cổ tức. Về tiếp theo, vậy thì cái rủi ro của VA là gì? Thì một số khoản đầu tư của VA là yếu kém, khó có khả năng thu hồi và đang bị kiểm toán loại trừ, từ đó dẫn đến chứng khoán đưa vào diện cảnh báo mà rất nhiều người đã hỏi AZFIN Việt Nam có vấn đề gì không? Thì đây là một cái rủi ro nhẹ của nó. Thì rõ ràng từ cái rủi ro này cho nên năm 2023 vừa rồi thực tế là VA đã phải trích lập dự phòng lên đến 650 tỷ. Nếu mà không trích lập dự phòng cái khoản đó thì thưa với anh chị, cổ tức năm 2024 này chả nó không phải 5.000 đâu mà nó phải 5.500 đồng cơ. Đó, nhờ dự phòng thì cuối cùng nó là 5.000 đồng. Đó, anh chị nhá. Còn không dự phòng nó là 5.500 đồng. Và các cái khoản còn lại nếu mà dự phòng thì AZFIN cho rằng nó cũng khoảng vài trăm tỷ thôi, thì nó cũng không nhiều. Chia ra mỗi cổ phiếu thì nó khoảng độ 300 đồng thôi. Đấy là những cái gì tồn tại còn lại làm rào cản khiến cho VA không thể niêm yết HOSE như kế hoạch được. Thứ hai là cái xu hướng tiêu thụ xe máy đang giảm dần, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của Honda. Mà công ty này thì mang tới hơn 70 thậm chí 80% lợi nhuận cho VA anh chị nhé. Thì do đó có thể ảnh hưởng phần nào. Tuy vậy thì cái rủi ro này cũng không phải quá lo ngại, bởi vì khi mà xe máy giảm thì ô tô tăng, từ đó lợi nhuận từ mảng ô tô của Honda cũng như Toyota, Ford sẽ tăng cao hơn. Thế do đó là tuy rằng là trong một cái lĩnh vực sở hữu các công ty của ô tô như vậy mà AZFIN vẫn xếp chín muồi và tăng trưởng cực kỳ thấp thôi, là do cái đó trong cái kết cấu đó, đó là có mảng xe máy của Honda là đang giảm dần. Đấy, anh chị lưu ý là như vậy. Tiếp theo, cái xe điện phần nào có thể ảnh hưởng khiến tăng trưởng của Toyota, Ford và mảng xe ô tô của Honda chậm hơn so với tốc độ tăng chung của thị trường. Nhưng dù sao, trong một cái đất nước có cái sức tăng trưởng tiêu thụ ô tô thuộc dạng mạnh nhất thế giới như Việt Nam hiện nay, thì cái dư địa tăng trưởng ý, tuy nó có thể thấp hơn so với trung bình nhưng mà nó vẫn là một mức tăng trưởng tốt, gọi đóng góp vào với việc tăng trưởng cái kết quả kinh doanh từ mảng ô tô. Và tiếp theo là khó khăn rủi ro, đó là khủng hoảng suy thoái kinh tế, thì dĩ nhiên làm cho cái kết quả kinh doanh trong ngắn hạn của các cái công ty liên doanh kém, từ đó khiến cho cái cổ tức của VA có thể thấp hơn trong những cái giai đoạn khó khăn khủng hoảng. Và định giá VA như thế nào? Đầu tiên thì áp dụng phương pháp chiết khấu cổ tức, thì lợi suất chiết khấu ở đây là 10%, thì nó cũng tương đối thấp so với các cổ phiếu khác bởi vì có cái tính bền vững cao. Ở đây bền vững cao ở đây đó là sở hữu doanh nghiệp nhà nước, tỷ lệ sở hữu nhà nước rất cao. Thì tỷ lệ sở hữu nhà nước rất cao thì đối với các doanh nghiệp cần sự năng động, sáng tạo vân vân ấy, sẽ là một điểm yếu.
Nhưng đối với những cái doanh nghiệp mà hoạt động mà liên quan đến cái việc gọi là tính bền vững chắc thì rõ ràng đây là một lợi thế lớn. Ngoài ra thì thưa anh chị, nhờ có sở hữu nhà nước cho nên VA mới trả cổ tức 100% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ. Vì nhà nước cũng đã có những văn bản quy định rất rõ, nếu công ty mà không có những cái hoạt động kế hoạch kinh doanh mở rộng thì về cơ bản lợi nhuận làm ra thì trả cổ tức hết về để ngân sách có nguồn thu, từ đó phục vụ cho việc đầu tư và phát triển. Và đây chính là một cái điểm rất thú vị mà Zenfin đánh giá khá cao từ cái góc nhìn đầu tư cổ tức đối với một công ty sở hữu của nhà nước. Tiếp theo, cái tốc độ tăng trưởng dài hạn thì Zenfin đánh giá là 2% thôi, tức là còn thấp hơn so với lạm phát dự kiến 3,5 đến 4%. Cái cổ tức 2025 thì giảm xuống còn 4.500, giá hợp lý cho PA. Định giá theo chiết khấu cổ tức thì Zenfin lấy thận trọng là lấy mức cổ tức năm 2025 là thấp, đó là 56.225 đồng 250 đồng trên một cổ phiếu, cao hơn so với mức 38.400 là khoảng gần 18 giá, tức là khoảng độ 45-47%. Tiếp theo về định giá theo mức từng phần thì ở đây nè, tài sản ròng trừ đi các cái công ty liên doanh liên kết, tức là tính về các khoản tiền đường đường tiền gửi ngân hàng, trừ đi các khoản dự phòng vân vân ấy, cái Zenfin tính thận trọng là 12.000 tỷ đồng. Và 30% của Honda Việt Nam thì xứng đáng với PE khoảng 15 lần, tương đương với 60.000 tỷ, tức là định giá công ty này thì đâu đó khoảng độ gần khoảng 200.000 tỷ chị nhá. Thì cái mức định giá 200.000 tỷ này là 8 tỷ đô. Cái giá trị đối chiếu với Thaco cũng như đối chiếu với cái công ty gọi Hyundai thành công thì cái mức định là 200.000 tỷ đối với Honda, một cái công ty nắm tới 80% thị phần xe máy ở Việt Nam và cũng nằm trong nắm mười mấy phần trăm thị phần ô tô ở Việt Nam, là không hề một cái ảo tưởng một chút nào cả. Thậm chí là rất rẻ, cái mức định giá này chỉ bằng cổ phiếu VGI trên sàn và nhỉnh hơn tập đoàn FPT một chút thôi, đó tương đương với tập đoàn Hòa Phát, chứ nó cũng không phải là một cái gì định giá quá ảo đâu. Nếu xét đối chiếu các cái doanh nghiệp FDI định giá thì rất khủng khiếp anh chị. Anh chị có thể xem lại, đó là ví dụ Coca Việt Nam với cái doanh thu đâu đó có vài ngàn tỷ, mà Coca thì là cái sản phẩm biên lợi nhuận rất mỏng, lợi nhuận đâu đó 1-2 đến 300 tỷ, lợi nhuận sau thuế về cơ bản cũng tương đối bão hòa, thế mà còn được bán 1 tỷ đô la cơ mà. Rồi 20% của Toyota Việt Nam thì hãng ô tô lớn nhất nhì Việt Nam có giá trị tương đương với khoảng độ 25.000 tỷ, tức là định giá Toyota Việt Nam là 125.000 tỷ, tương ứng với 5 tỷ đô la thôi. 5 tỷ đô la đối với Toyota Việt Nam thì Zenfin nghĩ rằng cái mức định giá này nó phù hợp, chứ nó không phải là một mức định giá ảo khi biết rằng Toyota vẫn là thương hiệu được ưa chuộng nhất Việt Nam và đã dẫn đầu thị phần xe ô tô ở một cái thị trường đang tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ như Việt Nam. Đó, định giá có 5 tỷ đô thôi. Đó, tức là cũng không phải quá. Rồi tiếp theo là 25% của Ford, hãng ô tô lớn thứ năm Việt Nam, tương đương với khoảng 8.000 tỷ đồng. Tức là riêng Ford thì Zenfin định giá thấp thôi, tức là định giá khoảng 32.000 tỷ, tương đương với khoảng độ ở gần 1,3 tỷ đô thôi. Đối với một hãng xe lâu đời và chiếm thị phần lớn, và có nhiều thương hiệu rất nổi tiếng bán mạnh ở Việt Nam thì mức này cũng không phải là một mức cao, thậm chí là tương đối thấp. Như vậy tổng hợp định giá thì đối với VA là như vậy là 105.000 tỷ, thì trên cái số lượng cổ phiếu là hơn 1 tỷ 3, thì tương đương với mức giá cổ phiếu khoảng độ 79.000 đồng giá trị trên mỗi cổ phiếu. Thì tuy nhiên thì chia sẻ cùng quý vị thì những cái việc định giá đưa ra cũng chỉ là tham khảo thôi, và cái việc tham khảo cái phương pháp nào thì phụ thuộc hoàn toàn vào cái mục tiêu của quý vị cũng như vị thế đầu tư của quý vị. Ví dụ như nếu ai mua được VA 100% thì họ sẽ định giá theo phương pháp từng phần này, nhưng cái điều này gần như không xảy ra do có một cái hợp đồng ký với các cái công ty liên doanh, đó là nếu thoái vốn khỏi VA thì dĩ nhiên các cái công ty ví dụ Honda, Toyota, Ford thì họ có quyền mua lại chính cổ phần mà VA đang sở hữu.
Thì do đó cái định giá phương pháp này nó mang tính chất tham khảo nhiều thôi, chứ cũng không ai có thể mua được VA để mà lôi từng phần này ra tính toán chia bán và thu lại lợi nhuận cao. Cái việc thiết thực hơn đó chính là cái việc định giá theo cái chiết khấu cổ tức, hoặc thôi chúng ta cũng không định giá thế phức tạp làm gì, gây ra nhiều tranh cãi. Người thì bảo tăng trưởng 2% không được, giảm, người thì bảo tăng cao hơn, người thì bảo cổ tức thế này thế kia, người thì bảo chiết khấu 10% không đủ. Vậy thì thôi đơn giản thế này, cổ tức trung bình dài hạn cho VA nó khoảng 5.000 đồng, thôi thận trọng hơn là 4.500 đến 5.000, thì lấy nó là 4.750 đồng đi, thì giá hiện tại là 38.400 đồng đấy. Tỷ suất cổ tức nó khoảng độ 12-13%, 13%. Vậy thì anh chị nó có thấy nó hấp dẫn không? Nếu anh chị thấy hấp dẫn thì anh chị mua, anh chị không thấy hấp dẫn thì anh chị bỏ qua, nó cũng đơn giản như thế đó. Thì quay lại câu chuyện AZFIN mua cũng cũng có mua cổ phiếu này, và khoảng độ đâu đó khoảng 4-5 500 đến 700 nhà đầu tư tại AZFIN cũng có mua cổ phiếu này theo đầu tư giá trị đấy đó. Thì cũng nêu cái ra để anh chị thấy là chúng tôi nắm thôi, chúng tôi công khai thôi, chứ cái nó cũng thực ra nó cũng chả liên quan gì với việc quyết định của anh chị đầu tư hay không đâu đó. Anh chị hãy cứ nhìn vào cái cổ tức như thế, anh chị có chấp nhận được không? Nếu các anh chị cảm thấy rẻ chấp nhận được thì anh chị mua đầu tư, còn nếu không thì các anh chị bỏ qua nó. Còn về lịch sử giá của VA thì về cái phần kết quả kinh doanh như ở trên đây có chia sẻ, đó là kết quả kinh doanh những năm gần đây là thuộc dạng top cao nhất trong lịch sử của họ rồi. Đặc biệt năm 2022 cao nhất lịch sử, 2023 do kinh tế khó khăn giảm, 2024 sẽ hồi lại trở lại một chút, 2025 nếu kinh tế tốt sẽ trở lại đỉnh lịch sử. Đó thì kết quả nó ngày càng tiến lên. Nhưng mà giá cổ phiếu trong lịch sử thì VA đã từng có lúc là định được giá thị trường lên đến 70.000 đồng rồi. Đó, và mức thấp nhất thưa mấy anh chị thì đâu đó nó khoảng độ 34.000, 34-35.000 gì đấy. Còn quý vị nhìn biểu đồ có thể thấp hơn, đấy là do nó trả cổ tức nó điều chỉnh ra. Và thực ra là giá cổ phiếu này thấp nhất là 34-35 thì phải. Và giá cao nhất nó là 70 và hiện nay là 38. Kết quả kinh doanh nó là bền vững và vẫn có xu hướng tăng nhẹ đó. Thì đấy là trao đổi với quý vị như vậy, thì chúc quý vị có những cái nội dung hữu ích trong cái việc nâng cao kiến thức đầu tư giá trị cũng như đầu tư của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.